Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trọng Lọng thân mến. Trước khi vào tập 134 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ thì mình muốn chia sẻ một chút. Thì như mình đã thông báo, trong ngày 25, 26 hoặc là 26, 27 mình có chút việc bận, không thể ra truyện theo tần suất như mọi ngày được. Thì mình sẽ đọc dồn vào buổi đêm để cho 2 ngày đó mình nghỉ thì các bạn vẫn có truyện để nghe. Và bắt đầu từ ngày mai, có nghĩa là ngày 24 thì mỗi ngày sẽ có 2 tập thôi. Mong các bạn thông cảm cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập truyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lặng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 134 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 134 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Phúc trong lòng hết sức kinh ngạc. Nguyên bản, hắn vừa mới bước vào trong phiên thế giới Tiên Sơn này, cho rằng nơi đó là phương trượng Tiên Sơn trong truyền thuyết. Chỉ có điều, Tiên Sơn đã bị người ta đánh nát, chỉ còn có một tòa đạo quan này. Hắn mới biết được chính mình đoán sai, cho rằng nơi này mới chính là phương trượng Tiên Sơn thực sự. Không nghĩ tới giờ phút này, Hùng Bi truy lùng tung tích cây nhân sâm, dược hương, cũng tự cho rằng tìm được phương trượng Tiên Sơn thực sự. Một tòa Tiên Sơn không ngờ biến đổi bất ngờ như vậy. Diệp Húc theo tiếng mà đi, ở đạo quan hậu viện tìm được Khùng Bi và đám người, chỉ thấy đầu gấu chó này và Hạo Thiên Quyển can xẻ dao đứng ở cạnh hậu hoa viên. Ở trước mặt bọn họ có một tòa núi nhỏ cực kỳ lung linh là lướt. Cái này căn bản không thể gọi là núi mà chỉ là một tảng đá xinh đẹp tuyệt trần có hình núi mà thôi. Ngọn núi nhỏ này bé nhỏ đáng thương, phạm vi chỉ có một trượng, lớn nhỏ chiều rộng 10 thước, dài 10 thước, cao 10 thước. Trong núi tú đỉnh san sát, ngọn núi cao và hiểm trở bất tận, có sơn thủy cây cối như trước ở trong đó. Tại ngọn tiên sơn có thể bỏ vào bên trong túi này. Diệp Húc thậm chí còn nhìn thấy không ít đạo quan dựng đứng ở trong đó. Tuy nhiên, những đạo quan trong ngọn núi này thật sự là quá nhỏ, có thể bỏ túi được. Đừng nói là tiên nhân sinh sống ở trong đó, chỉ sợ thả mấy con kiến vào trong đạo quan này thì cũng có vẻ chật chội lắm rồi. Đây là phương trượng tiên sơn sao? Diệp Húc thất thanh nói, trong lòng chỉ cảm thấy có chút không thể tin nổi, lẩm bẩm mà nói: phương trưởng chỉ có phạm vi một trượng lớn nhỏ, tòa tiên sơn này cũng quá nhỏ rồi. Hùng Bi cũng có chút không dám khẳng định, ôm mồm nói: lão gia, chúng ta một đường theo dược hương truy lùng tung tích đến đây, mùi hương này chắc chắn là do trong tòa tiểu sơn này truyền đến. Có thể nghĩ nơi này nhất định là phương trưởng tiên sơn, không thể nghi ngờ rồi. Chỉ có điều núi này cũng quá nhỏ một chút rồi. Tòa tiên sơn này đâu phải chỉ quá nhỏ, đơn giản, nhỏ đến thần kỳ, nhỏ đến đáng thương, nhỏ đến không thể gọi là sơn. Loại sự tình này là không thể tưởng tượng được. Đây đúng là lần đầu tiên Diệp Phúc nhìn thấy. Tuy nhiên Hùng Bi nói hương dược quả, nhân sâm là từ nơi này chuyển đến. Như thế khẳng định không thể sai. Tòa núi này đích xác có thể là phương trượng tiên sơn trong truyền thuyết kia. Diệp Phúc ngưng mắt hướng sơn nhìn đến, chỉ thấy trong núi có tiên vận lưu động, có tiếng nhạc kỳ lạ vui vẻ vang lên, gây cho người ta sự yên lặng. Trong quần sơn trùng trùng, đạo quan săn sát, từng đạo tiên quang như rồng, đạo quan ở trên không lưu động, thật cực kỳ nhỏ, giống như sợi tóc vậy. Trong đó rõ rệt nhất là một tòa đạo quan kỳ lạ, các đạo quan khác sung mãn tử khí, duy nhất tòa đạo quan này lại sức sống bừng bừng, mấy tầng lầu các đứng thẳng, trong hậu viện trồng một cây thiên địa linh căn, cổ thụ xanh um. Diệp Húc ngưng tụ thị lực đến cực hạn, rốt cục cũng thấy rõ tấm biển của tòa đạo quan này, trên mặt tấm biển viết ba chữ
ngũ trang quan. Ở trong này thật sự có tiên thảo tiên quả hoặc là tiên đan hay sao? Hạo Thiên Khuyển tiếp cận hướng sơn tìm kiếm. Đầu của nó vừa mới tiến vào trong sơn, đột nhiên rút nhỏ vô số lần, hóa thành nhỏ giống như mũi kim vậy. Oăng! Hạo Thiên Khiển vội vàng co đầu lại, trốn vào phía sau của Diệp Phúc. Oảng lên một tiếng, sợ tới mức toàn thân lông dựng đứng. Cái đuôi thẳng tắp giống như một cây gậy, nhai răng nhếch mép, hướng tòa tiểu sơn này sủa lên không ngừng. Con chó này bị dọa sợ quá, tòa phương trận tiên sơn này quá mức kỳ lạ. Bất kể cả người lẫn vật tiến vào trong núi đều bị thu nhỏ lại. Diệp Phúc trầm ngâm một lát, dứt khoát đi vào trong tòa tiên sơn. Đám người Lang Gia Tiên Phố và Mông Chính đã đến nơi đây rồi, không biết chừng khi nào sẽ tìm đến. Thôi trước hết ta hãy tìm được cây nhân sâm và viên mầm mống kia rồi sẽ nói sau vậy. Hắn đi vào bên trong tiên sơn, chỉ thấy trước mặt nguyên bản tiên sơn vô cùng nhỏ bé đột nhiên trở nên mở mang đồ sộ. Tiên sơn lồng lộng đập vào mắt mà đến, hùng sơn trong mây, kiếm đỉnh san sát, từng đạo tiên quang dài đến mấy ngàn dặm, cao treo vân phong, thương tùng cổ mộc, thâm sơn đạo quan, một loại ý cảnh tự phát. Diệp Phúc đi thẳng đến ngũ trang quan ngàn dặm trong một cái chớp mắt, nhưng phải phi hành hồi lâu mới đến được bên ngoài ngũ trang quan. Tòa đạo quan từ xưa giờ phút này đã rách nát, đã không còn cái loại tiên linh khí này. Hắn hít vào một hơi thật dài, bước đi vào trong ngũ trang quan, đi về phía sau viện. Trong ngũ trang quan, một loại đạo vận kỳ lạ lưu chuyển, ẩn chứa những điều thần bí nhất trong thiên địa, đạo lý thần bí nhất. Nếu có người có thể ở nơi này ngộ đạo, thậm chí có thể ngộ ra viễn cổ tiên thuật tiên pháp, đạt được truyền thừa của viễn cổ tiên nhân. Tuy nhiên, tiên thuật tiên pháp nhiều nhất chỉ có thể ở trong tiên sơn thế giới sử dụng. Tới ngoại giới, đồng dạng sẽ bị quy tắc của thế giới vô hoang khắc chế, không có bất cứ uy lực gì. Đồng dạng, những pháp khí này do cổ tiên luyện chế cũng sẽ bị quy tắc thế giới vô hoang khắc chế, không có khả năng tế khởi. Dọc theo đường đi, Diệp Phúc nhìn thấy không ít cổ tiên sở luyện chế pháp khí di lạc ở trong này. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận tiếc hận. Pháp khí mà cổ tiên luyện chế uy năng có thể nhất định cực kỳ hùng mạnh. Tuy nhiên, đáng tiếc chính là hiện giờ thiên địa quy tắc đại biến đã không có chút tác dụng. Hắn đi vào hậu viện, chỉ thấy một gốc cây từ xưa, cây cối sinh trưởng ở bên trong lâm viên, phong cách cổ xưa và tự nhiên. Cây nhân sâm này, cành lá điêu linh, cây nửa khô, nửa tươi, đã chết mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy cái cành còn sinh trưởng xanh mướt cành lá. Một luồng hương khí bay tới, Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cây kết hai quả này phấn tuyết trắng nõn, hình dạng giống như trẻ con mới sinh ra, tản mắt ra, thấm vào phổi, hương thơm rất là kỳ lạ. Quả nhân sâm tăng thọ 9.000 năm, thọ mệnh của vô hoàng gần vạn năm, mà một quả nhân sâm liền có thể gia tăng 9.000 năm thọ mệnh. Đây mới thực là của cái quý giá nhất trên đời. À, như thế nào chỉ có hai quả vậy? Diệp Húc nao nao, trong kim thư ghi lại, vị cổ tiên lão tổ tông trước khi chết không muốn ăn quả nhân sâm kéo dài nguyên thọ. Trên cây còn 3 quả nhân sâm. Loại trái cây này chỉ cần không ai ngắt lấy liền sẽ treo lại ở tại trên cây, cũng sẽ không hư thối. Thiếu đi một quả nhân sâm, chẳng lẽ có người đã tới nơi này sao? Kỳ quái, nếu đã tới nơi này, tại sao chỉ lấy có một quả ở trong đấy thôi, mà không phải đem tất cả trái cây hết thảy mà lấy đi đây? Diệp Húc nhíu mày, vừa mới tính toán tiến lên hái tiên quả xuống, đột nhiên lại dừng bước chân. Hắn chú ý tới dưới gốc cây nhân sâm có một lão già tóc trắng xóa đang ngồi. Vị lão già này ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cầm trong tay phất trần, hai mắt khép hờ, môi mím lại, trong miệng phát ra âm thanh: hằng cổ đạo diệu, tự nhiên tế thực. Lão tụng khẩu tiên pháp trình bày thế giới ảo diệu và vu pháp cấm pháp trăm sông đổ về một biển, rồi lại hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên, chỉ cần tính hạ tâm đến, cẩn thận lắng nghe, liền có thể cảm ngộ đến cổ tiên phương pháp. Cổ tiên lão tổ tông, ông ta còn sống sao? Diệp Phúc một trận thất thần, đột nhiên chỉ thấy trước người vị tổ địa tiên kia nổi lơ lửng một hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc này tản mắt ra một sức sống mênh mông và vô tận. Là mầm mống sao? Ánh mắt Diệp Phúc sáng lên, vào lúc này chỉ thấy một bóng người chậm rãi hướng về phía vị tổ địa tiên kia đi đến. Người này hình dung yêu dị tuấn mỹ, đi thẳng đến bên cạnh vị tổ địa tiên kia, giống như đệ tử đứng ở một bên lặng lặng nghe tiên âm diệu pháp. Qua hồi lâu, bóng dáng vị tổ địa tiên kia dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy. Cái vị yêu dị trẻ tuổi kia ngồi ở trên bồ đoàn, dường như cẩn thận nhận thức tiên pháp của tổ địa tiên. Qua thật lâu sau mới đứng dậy, lắc lắc đầu, miệng không biết đang nói cái gì. Y từ trên cây hái xuống một quả nhân sâm, sau đó tiến lên mở hộp ngọc ra. Bóng dáng dần dần trở thành nhạt, biến mất không thấy. Diệp Phúc kinh ngạc, nhìn cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Đây là lúc tổ địa tiên giảng đạo truyền pháp, để lại dấu vết không thể xóa nhòa của chính mình. Bởi vậy ta mới có thể ở vạn vạn năm sau nhìn thấy tung tích của tổ địa tiên, nghe được tiên âm diệu pháp. Mà cái gã yêu dị trẻ tuổi lúc nãy cũng là sau khi tìm được nơi đây, nghe cách nói của tổ địa tiên. Gã yêu dị trẻ tuổi thực lực tất nhiên cũng cực kỳ hùng mạnh, có thể sánh ngang với cổ tiên, thế nhưng không bằng vị tổ địa tiên kia. Bởi vậy chỉ để lại hình ảnh nhưng không có lưu lại thanh âm. Diệp Húc bước dài tiến lên, đi đến dưới cây nhân sâm, quả nhiên nhìn thấy dưới tàng cây bày đặt một bồ đoàn và một cây phất trần, còn có một cái hộp ngọc lơ lửng giữa không trung. Hộp ngọc này đã mở ra, mầm mống bên trong không cánh mà bay, chỉ lưu lại một tờ giấy nhỏ. Tần Tấn Vu Hoàng Thanh Liên đến đây thăm một chuyến. Diệp Húc nhìn đến lời này gần như là hộc máu, đột nhiên thoáng nhìn tờ giấy sau lưng còn có chữ viết, vội vàng nhìn lại chỉ thấy mặt sau viết: hóa ra Di La Thiên Nguyên Thủy Đại Đế còn có lai lịch xa xưa như vậy, thật kính thật kính. Mầm mống ta mang đi, kỳ thực ta cũng muốn trường sinh bất lão. Diệp Húc đem tờ giấy trà sát thành cho bụi, cả giận mà nói: cái tên thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Trong hộp ngọc lại có một tờ giấy nhỏ bay ra, trên mặt giấy này chữ viết thì già nua, tuy nhiên đó có thể thấy được hẳn là cùng một người viết, trong đó chứa đựng uy áp uy nghiêm chưa từng có, long trọng như núi. Sau khi diệt Hạo Thiên Đại Đế, chấm đã đem mầm mống trồng xuống, nhưng tiếc thay viên mầm mống này lớn lên thật sự quá chậm, chấm đã không chờ được như vậy vì thời gian quá dài, rốt cục phải hao hết thọ nguyên. Đây là mầm mống cái gì chứ? Tiên tổ, ngài không có lửa chấm đấy chứ? Mặt trái tờ giấy còn có chữ, Diệp Húc đọc không khỏi rầu rĩ: chấm sống không lâu, nhân sâm quả thì không có nhiều, cũng không thể kéo dài tính mệnh mãi được. Nghĩ đến nhân thế không lâu, hóa thành bụi đất kia, mầm mống liền giao cho những người khác xử lý vậy. Người này là Thanh Đế. Diệp Húc trong lòng cả kinh, Thanh Đế chính là yêu tộc đại đế, khiêu chiến Hạo Thiên Đại Đế, đem Hạo Thiên giết chết, trở thành vị thiên đế đầu tiên. Hiển nhiên, người lưu lại tờ giấy này, tất nhiên là Thanh Đế, không thể nghi ngờ. Hắn giơ tay mò tìm trong hộp ngọc rỗng tuếch, không còn một tờ giấy. Hiển nhiên Thanh Đế đem mầm mống ra cho những người khác xử lý. Xử lý xong, không bao lâu thì liền đã ngã xuống. Hiên viên thiên đế kế vị, viên mầm mống này đến tột cùng dừng ở trong tay của ai, chỉ sợ không còn có người biết được. Diệp Húc thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng cây nhân sâm, xoay người bay ra khỏi phương trận tiên sơn, cũng không có hái xuống quả nào. Lão gia! Hùng Bi và đám người thấy hắn từ trong núi bay ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ, kêu lên: lão gia, trong tiên sơn có thiên quả không? Hạo Thiên Quyền chạy xung quanh hắn, vẫy vẫy đuôi, oằng oằng kêu không ngừng, hướng hắn tìm tiên quả, có vẻ rất là nhu thuận, bộ dạng hung tàn ngày xưa, không cánh mà bay. Diệp Húc cười nói: đương nhiên là có rồi, tuy nhiên ta không có hái xuống. Giờ phút này, tiên quả còn bắt tại ở trên cây. Hơn nữa tiên quả cũng đều không phải có thể trường sinh bất lão được, chỉ có điều có thể tăng thọ được 9.000 năm mà thôi. Hùng Bi dậm chân liên tục kêu lên: lão gia vì sao không hái xuống vậy? 9.000 năm, người nào có thể sống 9.000 năm đấy? Loại tiên quả này ăn một quả liền tương đương với gia tăng thọ mệnh của một vu hoàng, mặc dù dùng cấm bảo cũng không đổi lại được đâu. Lão gia không ăn, lưu cho Tử Hùng ăn cũng đúng à. Diệp Húc cao mặt khiển trách: coi người kìa, cái đầu gấu không biết tiến bộ, ăn ăn chỉ biết ăn thôi, đem tỏa phương trượng tiên sơn này trực tiếp khiêng về nhà không phải tốt hơn sao? Thu vào ngọc lâu của lão gia ta chậm rãi chăm sóc, cứ cách 9.000 năm lại kết được một ít quả kìa. Ý tưởng của Diệp Húc vẫn là đơn giản nhất và trực tiếp nhất. Hùng Bi tính toán hái tiên quả mà ăn, mà hắn xem ra thật sự rất không có tiến bộ. Muốn ăn quả nhân sâm thật rất giản đơn, vun trồng một gốc cây nhân sâm không phải là tốt hơn hay sao? Vun trồng một cây nhân sâm cũng rất giản đơn, trực tiếp đem tiên sơn khiêng về nhà cũng không thể nói là được. Bên trong tiên sơn bảo vật nhiều vô cùng, có số lượng tiên quang vô cùng vô tận, mỗi một đạo tiên quang tương đương với một vị nhân hoàng. Đây đúng là một số lượng của cải, không bút nào mà viết hết được. Người khác không thể hấp thu được tiên quang, nhưng hắn thì lại có thể. Dựa vào tiên quang, hắn có thể tiết kiệm được cửu giai thuần dương linh mạch, dùng để bồi dưỡng. Hơn nữa, bên trong phương trượng tiên sơn này còn có đạo vận của cổ tiên, tiếng động của tổ địa tiên, truyền đạo thụ pháp, cũng là của cải vô hình mà không thể nào viết ra hết được. Những bảo bối này đặt ở trong thế giới tiên sơn, thật sự rất đáng tiếc, đương nhiên phải hết thảy mà đem đi. Đại, đại, đại. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu, há mồm phun ra một luồng chân nguyên đậm đặc dung nhập vào trong ngọc lầu, khiến cho ngọc lầu bay nhanh bành trướng, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, hướng phương trượng tiên sơn mà chụp xuống. Tòa ngọc lầu này đã cao tới vạn trượng, vừa mới tiếp cận phạm vi phương trượng tiên sơn,
cái bệ liền lập tức thu nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng hạt đậu, căn bản không thể đem Phương Trượng Thiên Sơn thu vào bên trong được. Thân thể bàn vương! Diệp Húc chợt quát một tiếng, bàn vương chân thân theo chính mình từ trong thế giới đi ra, cùng với Ngọc Lầu tương dung, thúc giục Ngọc Lầu. Chỉ thấy Ngọc Lầu lập tức lại bành trướng, cao ngất trong mây, cao tới 100 dặm. Cái bệ cũng có chiều rộng hơn 10 dặm, vẫn không thể nuốt vào cả tòa Phương Trượng Thiên Sơn. Đây là bởi vì Phương Trượng Thiên Sơn thần kỳ vô cùng, nhìn như nhỏ bé, có thể bỏ túi được. Nhưng bên trong lại có không gian rộng lớn, bất cứ kẻ nào tiếp cận, vật nào tiếp cận đều sẽ bị thu nhỏ lại với bội số tương ứng. Diệp Húc đem Ngọc Lầu tế khởi, tuy rằng khổng lồ, nhưng so với Phương Trượng Thiên Sơn này, với dãy núi nho nhỏ này, vẫn là nhỏ hơn nhiều, nên không thể đem Thiên Sơn thu vào trong lầu. Nguyên thần dung nhập Ngọc Thụ. Diệp Húc trong mắt tinh quang chớp động, Ngọc Thụ nguyên thần đột nhiên theo bản vương chân thân mi tâm tung bay ra, và cùng với Ngọc Thụ trong Ngọc Lầu hợp là một, hóa thành một chỉnh thể. Toàn Ngọc Lầu này lại bành trướng, mái nhà ầm ầm đụng nhập trời cao, gần như có thể chạm đến thương thiên thượng nơi trăng sáng này. Vẫn là không đủ, thần dương linh mạch bậc 9 xuất hiện đi, làm dịu Ngọc Lầu Ngọc Thụ hoàn toàn trưởng thành đi. Diệp Húc liên tục quát lớn, trong Ngọc Lầu một thần dương linh mạch bậc 9 bay ra, giống như một con rồng lớn màu vàng, vô số thần dương linh khí theo linh mạch dâng lên mà ra, cuồn cuộn linh khí hóa thành một vòng luân nắng gắt, không ngừng bị Ngọc Lầu Ngọc Thụ cắn nuốt. Diệp Húc dùng một đường thuần dương linh mạch bậc 9 hoàn chỉnh để nuôi nấng Ngọc Lầu Ngọc Thụ. Lập tức Ngọc Thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vô số cành lá nở ra, không ngừng hướng về phía khoảng không mà vươn tới. Ầm vang một tiếng, Ngọc Lầu cứng rắn dài ra thêm một tầng, hóa thành Trung ương Quân Thiên Bạch Ngọc Tiên Lâu 9 tầng. Những mặt trời do thuần dương linh khí tạo thành bị Ngọc Lầu và Ngọc Thụ cắn nuốt, chỉ thấy đường thuần dương linh mạch bậc 9 này nhanh chóng ngâm nước, không ngừng bị Ngọc Lầu Ngọc Thụ nuốt năng lượng trong cơ thể. Màu bạch Ngọc Lầu cũng bắt đầu chậm rãi biến màu, từ màu trắng chuyển hóa thành màu đen, lại bắt đầu từ màu đen chuyển thành màu xanh, cuối cùng hóa thành Quân Thiên Huyền màu vàng 9 tầng. Kim quang chói mắt, đứng vững phía chân trời. Mà cũng trong lúc này, Lang Gia Tiên Phủ thật không hổ có cái chữ tiên. Mông Chính, Lý Như Tư và đám người điều khiển thuyền chạy song song với thuyền có chứa nhiều cao thủ của Lang Gia Tiên Phủ, truy tầm tung tích Diệp Húc ở xung quanh. Mọi người đến từ Trung Thổ Thần Châu, Đế Quốc Đại Tần đều nhìn chung quanh đánh giá, không khỏi khiếp sợ vạn phần, bị phiến thế giới này làm cho điên đảo và rung động. Mông Chính đại tướng quân tự đáy lòng tán thưởng, cười nói: Thiên Phủ Thánh Chủ, phiến Phương Trượng Thiên Sơn này tương đương với hậu hoa viên của Lang Gia Thánh Địa, trong đó bảo vật vô số, tùy ý mà lấy, thật sự là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ mà. Thánh chủ của Lang Gia Thiên Phủ chính là một gã người đàn ông trung niên tên là Đông Môn Thiên Phủ. Không giống với các vũ sĩ bình thường, người này có cốt đạo tiên phong hơn người, cực khắc thường nhân. Y nghe vậy cười nói: Mông tướng quân quá khen, Phương Trượng Thiên Sơn này tuy rằng là hậu hoa viên của Lang Gia Thiên Phủ, nhưng Lang Gia Thiên Phủ cũng không sung túc thực lực mà đem toàn bộ hậu hoa viên này thăm dò một lần, tìm được bảo vật ở trong đấy. Tuy nhiên, cũng may khai phái tổ sư của tiên phủ ta lấy đại pháp lực thu thần quy một viên thương nguyệt thần châu luyện thành cấm bảo. Hắn mỉm cười nói tiếp: Có thương nguyệt thần châu nơi tay, trong Phương Trượng Thiên Sơn ta có thể tùy ý thi triển vu pháp, tế khởi vu bảo, cho dù là vu hoàng đến đây cũng không phải đối thủ của Lang Gia tiên phủ ta. Mông Chính đại tướng quân ngẩng đầu nhìn hướng lên vòm trời, nơi 27 vầng trăng sáng khác, trong mắt không khỏi lộ ra một tia tham lam. Một viên thương nguyệt thần châu liền có thể luyện chế thành một kiện cấm bảo, mà nơi đây không ngờ còn có 27 viên, hóa thành 27 vầng trăng sáng treo trên không trung, rực rỡ lóa mắt, không thể không khiến cho hắn động tâm. Lý Như Tư nghi hoặc nói: Xin hỏi Thiên Phủ Thánh Chủ, nếu khai phái tổ sư của quý phủ có thể thu một viên thương nguyệt thần châu, vì sao không đem thần châu hết thảy thu về vậy? Nếu được như thế, quý phủ độc chiếm 28 viên thương nguyệt thần châu, hết thảy luyện chế thành cấm bảo mà nói, chỉ sợ lúc đó xem như thánh địa của Trung Thổ Thần Châu của ta cũng không thể bằng được. Đồng Môn Thiên Phủ sắc mặt thoáng có vẻ có chút xấu hổ, đột nhiên cười lớn một tiếng, cố không nói phải trái với hắn, chuyển sang đề tài khác, cười nói: Hai vị tướng quân, mãi ta không gặp, gã Diệp Thứ Bảo kia chỉ sợ đã chết ở bên trong Tiên Sơn thế giới rồi. Ta nhờ có Thương Nguyệt Thần Châu có thể thi triển vu pháp, tế khởi vu bảo, bảo hộ tự thân, nhưng gã Diệp Thứ Bảo kia cũng không có thủ đoạn này của chúng ta đâu. Thế giới Tiên Sơn trùng trùng nguy hiểm, mỗi một đạo tiên quang đều tương đương với một vị đỉnh nhân hoàng, chỉ một kích thôi, cường giả tam bất triệt cảnh đỉnh cao cũng đều phải chết thảm.
Người này có thủ đoạn gì có thể né tránh thiên quang oanh sát đây? Hắn sở dĩ tránh né không nói cũng là bởi vì năm đó vị khai phái tổ sư khai sáng Lang Gia Tiên Phủ, bởi vì tìm đến đất Tiên Sơn, thế giới thần kỳ này, vui mừng quá đỗi, tin tưởng bạo cuồng. Khi đó vừa lúc gặp Vũ Hoàng thống nhất thiên hạ, hiệu lệnh thiên hạ luyện chế kiều đỉnh. Vị khai phái tổ sư này có Tiên Sơn làm hậu thuẫn, tự nhiên không phục Vũ Hoàng thống trị. Bởi vậy vị Vũ Hoàng xui xẻo còn chưa tới kịp đem 28 viên Thương Nguyệt Thần Châu thu hồi, liền đã bị Vũ Hoàng nổi giận mà đánh chết. Loại vụ bê bối này, Đông Môn Thiên Phủ lẽ nào lại chính mình tuyên dương hay sao? Sau khi khai phái tổ sư mất đi, Lang Gia Thiên Phủ vẫn bị Đại Hạ Hoàng Triều chèn ép liên tục hơn 10 vạn năm cũng không từng khôi phục nguyên khí. Rồi sau đó tới nhiều lần đảm nhiệm thánh chủ đều không có xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ như Vũ Hoàng. Hạ Châu là nơi đất đai cằn cỗi, Lang Gia Thiên Phủ lại không có đầy đủ thuần dương linh mạch bậc 9, chỉ có một thuần dương linh mạch bậc 9 tàn phá, căn bản không thể tạo nên Vũ Hoàng. Thậm chí bên trong Lang Gia Thiên Phủ thánh chủ liên bá chủ cấp bậc nhân hoàng này cũng ít đến đáng thương. Bởi vậy mặc dù chiếm cứ thánh địa Tiên Sơn thế giới có loại động thiên phúc địa này, nhưng cũng vô phúc hưởng dụng, chỉ có thể ôm giữ than thở. Đồng Môn Thiên Phủ hiện giờ miễn cưỡng tu thành nhân hoàng, tin tưởng bành trướng, y liên tiếp tiến vào Tiên Sơn thế giới tính toán thu tiên quang và Thương Nguyệt Thần Châu luyện hóa thành bảo. Tuy nhiên mỗi lần đều thu hoạch rất ít. Thánh chủ, ngài mời một số cao thủ của đế quốc Đại Tần đến từ Trung Thổ Thần Châu cùng nhau tiến vào Tiên Sơn thế giới có phải là rất lỗ mãng hay không? Một gã cao thủ của Lang Gia Tiên Phủ nhìn quét qua Mông Chính và Lý Như Tư, liếc mắt một cái nói nhỏ: hai người này lòng muông dạ thú, nhìn đến Tiên Phủ Tiên Sơn thế giới của ta tất nhiên sẽ động tâm. Nếu như bọn họ còn sống trở lại Trung Thổ Thần Châu, tất nhiên sẽ đưa tới vô số cao thủ ở Thần Châu Thánh Địa tiến đến diệt Lang Gia Tiên Phủ ta. Đồng Môn Tiên Phủ thản nhiên cười, hạ giọng mà nói: người cho là bọn họ còn có thể sống trở lại Trung Thổ Thần Châu hay sao? Đợi tìm được cái gã Diệp Thiếu Bảo kia rồi, đó cũng là lúc Mông Chính cùng Lý Như Tư phải chết kìa. Mông Chính cùng Lý Như Tư cũng trao đổi cho nhau một ánh mắt, trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ chứng kiến càng nhiều, trong lòng tham lam lại càng mạnh. Nơi này của cải thật sự rất kinh người, một tòa Tiên Sơn tàn phiến liền có thể luyện thành một kiện bất diệt chi bảo. Mà nơi đây Tiên Sơn tàn phiến nhiều chừng mấy vạn, tương đương với có thể luyện thành mấy vạn bất diệt chi bảo kìa. Hơn nữa còn có tiên quang, một đạo tiên quang tương đương với một vị nhân hoàng đỉnh cao. Nhân hoàng đỉnh phong mặc dù là các đại thánh địa cũng không nhiều, nếu ở cùng một chỗ thì cũng có thể có trên dưới 100 người thôi. Phải biết rằng hoàng đế bệ hạ của Đại Tần ta cũng chỉ là một vị nhân hoàng đỉnh cao. Còn có Thương Nguyệt Thần Châu nữa, có thể trực tiếp đánh vào một đạo cấm pháp đầy đủ, luyện chế thành cấm bảo, quả thực chính là 28 luân trăng sáng. Ngay thất tinh hoàn nguyệt đại trận của Hàn Nguyệt Cung cũng đều không bằng nó kìa. Thật quá giàu có, bảo địa này giao cho Lang Gia Tiên Phủ quả thực chính là phí hoài của trời. Nếu đổi làm đế quốc Đại Tần ta có thể dễ dàng đem nơi đây cướp đoạt không còn, đem tất cả bảo vật hết thảy cướp đi, luyện chế thành bất diệt chi bảo, nhân hoàng chi bảo, thậm chí là cấm bảo kìa. Hai người thần niệm giao lưu, trong lòng sát khí đại động, hoàn toàn đã động sát tâm với Lang Gia Tiên Phủ. Đợi tìm được Diệp Thiếu Bảo kia, mượn tay Lang Gia Tiên Phủ diệt trừ ma đầu này, sau đó lập tức đột kích đánh lén, hạ gục Đông Môn Thiên Phủ. Hắn vừa mới tiến vào Nhân Hoàng Kỳ, bị chúng ta hai người toàn lực tập kích, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Hai nhóm người, mỗi người đều mang tâm tư riêng, đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng nổ, thấy trên đầu vô số tiên sơn bên trong một ngọn núi, đột nhiên dựng thẳng lên một tòa ngọc lầu. Tòa ngọc lầu này càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, rất nhanh liền trưởng thành cao đến vạn trượng. Từng đạo huyền hoàng khí chuyển động quay chung quanh ngọc lầu, phát ra tiếng nổ ầm ầm, thậm chí một tòa bị tiên sơn đẩy ra mà trôi đi. Mông Chính cùng Lý Như Tư ngẩn ngơ cùng kêu lên: Diệp Thiếu Bảo! Đồng Môn Thiên Phủ cũng sát khí đại động, mặt không biến sắc, hơi hơi phe phẩy cây quạt trong tay, mỉm cười nói: hai vị tướng quân nói đúng, người này quả nhiên rất cao, ở bên trong tiên sơn thế giới không ngờ còn có thể gây ra chấn động lớn đến như vậy. Tuy nhiên hắn diệt triều đình Đại Kim Quốc cũng là cùng Lang Gia Tiên Phủ ta đối nghịch với nhau, cùng Tiên Phủ ta đối nghịch thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy tòa ngọc lâu kia lại bành trướng sinh trưởng, ầm ầm vừa dài vừa cao lớn lên, hóa thành một tòa lầu cao kiên cố cao đến trăm dặm, lồng lộng đứng vững, đồ sộ không tên. Mọi người ngẩn ngơ buồn bực vạn phần: tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm, từ trong ngọc lầu
ngang nhiên bay ra một thuần dương linh mạch bậc 9, giống như một con rồng vàng dài đến mấy trăm dặm, quay mấy vòng trong quanh Ngọc Lâu. Cái đuôi bắt tại mái nhà, mà cái đầu rồng to lớn lại dựng thẳng ở dưới lầu. Thuần dương linh mạch bậc 9 sao? Đông Môn Tiên Phủ thất thanh nói. Hắn đạo cốt tiên phong bỗng chốc liền biến mất, che giấu không được ánh mắt tham lam kia. Lang gia tiên phủ tuy rằng trên danh nghĩa là một thánh địa, nhưng không có một đường thuần dương linh mạch bậc 9 đầy đủ nào cả. Không nghĩ tới, ở trong này hắn không ngờ lại có thể nhìn thấy một đường. Thật sự là trời cũng giúp ta. Giết cái gã Diệp Thiếu Bảo này, giữ lại cái thuần dương linh mạch bậc 9, ta liền có thể không kiêng nể gì mà tu luyện. Thậm chí sinh thời, nó không chừng sẽ thành sông lên cảnh giới vô hoàng. Đến lúc đó đem 28 thương nguyên thần châu hết thể luyện chế thành cấm bảo, lang gia tiên phủ ta khi đó sẽ là thánh địa mạnh nhất thiên hạ này. Tiếp theo, sự tình xảy ra càng thêm quái dị. Thuần dương linh mạch bậc 9 hóa thành kim long, há mồm theo khoang bụng bên trong phun ra một vòng mặt trời chói chang, không ngừng oanh nhập vào bên trong ngọc lầu. Mà tòa ngọc lầu này được thuần dương khí khổng lồ làm dịu, bắt đầu ầm ầm ù ù sinh trưởng. Phùng phí của trời, phùng phí của trời, linh mạch có thể tạo nên vô hoàng liền bị tên khốn này đạp hư như vậy sao? Mọi người thấy tình hình như vậy đều lắc đầu vạn phần mà tiếc nuối. Tiểu tử này phá của như vậy, không giết hắn không đủ để hết giận mà. Đầu kiểu giai thuần dương linh mạch này đang phi tốc co rút lại. Đầu linh mạch này, linh khí bên trong không ngừng bị ngọc lâu của Diệp Húc thôn phệ. Mọi người thấy mà đau lòng không thôi. Một đầu có thể tạo ra một vua hoàng, cứ như vậy bị người nào đó sinh sinh lãng phí. Thiên lý không dung, thiên lý không dung mà. Mông Chính đại tướng quân vô cùng đau đớn nói. Đồng Môn Thiên Phủ cơ bắp khóe mắt nhảy loạn lên. Ở đây trong mọi người, duy chỉ có hắn là đau lòng nhất. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đầu kiểu giai thuần dương linh mạch này sớm đã là con vịt đun sôi, là vật trong tay của mình. Hôm nay con vịt đun sôi này lại không cánh mà bay, hóa thành hư ảo, đoạn tuyệt hy vọng trở thành vua hoàng của hắn. Có thể nào không cho hắn đau lòng hay sao? Cái tên Diệp Thiếu Bảo này ngược đãi với thiên vật, chết chưa hết tội. Hai tàu chiến hạm ngang trời, Thương Nguyệt Thần Châu treo cao cao trên cao, bảo vệ ở trên đầu hai tòa chiến hạm, gào thét hướng Diệp Húc chỗ tòa tiên sơn kia bay đi. Mọi người đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức đem Diệp Húc mà bắt được, trước mặt mọi người xử tử, băm vằm thành trăm đoạn. Lại vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, tòa ngọc lâu này trong lúc đó giải ra thêm một tầng, hóa thành 9 tầng quân thiên bạch ngọc lâu. Ngọc lâu treo cao càng ngày càng cao, lại oanh một tiếng nổ mạnh, cùng vòng trời bên trên một vòng Thương Nguyệt Thần Châu chạm vào nhau, đem luân phiên trăng lớn nhỏ thần châu ngạnh xanh lách qua một bên. Tòa ngọc lâu này không ngừng thôn vệ kiểu giai thuần dương linh mạch, ngắn ngủi trong chốc lát liền đem đầu thuần dương linh mạch này hút khô. Màu sắc từ màu trắng nhiều lần chuyển biến, cuối cùng hóa thành màu huyền hoàng chi sắc, định hình thành quân thiên huyền hoàng lâu 9 tầng, cao ngất trong không trung, nguy nga bất động. Đông Môn Thiên Phủ cùng Mông Chính bọn người một hồi thất thần. Ngọc lâu khổng lồ như vậy đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn. Tòa ngọc lâu này rốt cuộc là trời ban chi bảo hay vẫn là vu bảo đây? Lang gia tiên phủ rất nhiều cao thủ cùng thất thanh nói. Trời ban chi bảo căn bản không có khả năng bức khai Thương Nguyệt Thần Châu, càng không có khả năng trở nên to lớn như vậy. Hơn nữa, hắn nếu là có được 9 tầng ngọc lâu, chẳng phải là nói hắn chính là ngũ hành thân thể hay sao? Tu luyện tới tam tương cảnh ngũ hành thân thể, thực lực lên như thế nào cường đại đây? Hoàn toàn có thể so sánh với tam bất triệt cảnh đại vu rồi. Không, không thể nào là chi bảo trời ban được. Đông Môn Thiên Phủ trong mắt tinh quang lập lòe, lắc lắc đầu nói. Theo ta được biết, còn không có ai có ngọc lâu hoặc là bảo tháp có thể hấp thu linh khí mà phát triển. Hơn phân nữa là người này đã luyện chế ra một tòa vu bảo giống với chi bảo trời ban rồi. Mông Chính đại tướng quân gật đầu, trầm trầm giọng nói. Không tệ, Diệp vu bảo, cái tên này vô cùng gian xảo, đã từng luyện chế ra bảo tháp, ngụy trang thành vu sĩ chính đạo, đổ sắt người trong chính đạo. Tòa ngọc lâu này hiển nhiên là hắn làm nhái với chi bảo trời ban luyện chế ra vu bảo này. Trời ban chi bảo không có bao nhiêu uy lực cả, người khác thấy hắn tế lên ngọc lâu tất nhiên sẽ không phòng bị, sau đó sẽ bị hắn âm thầm mà đánh lén đánh chết đi. Thanh danh của tên này đã nát tới cực điểm, tại chính ma yêu ba đạo, thậm chí cả hàng của ma vực đều là không xong đến cực độ kìa. Lý Như Tư thái úy khẽ khẽ nhíu mày nghi ngờ nói. Ngọc lâu của hắn chính là một kiện vu bảo, vì sao tại thế giới tiên sơn hắn có thể đem vu bảo này tế lên đây? Hẳn là hắn cũng có được đồ vật cùng loại với Thương Nguyệt Thần Châu.
thế giới tiên sơn khắc chế vu bảo, bất luận vu sĩ gì tới nơi đây đều không thể tiến lên vu bảo thi triển ra vu pháp. Chỉ có Lăng Gia tiên phủ có được một quả Thương Nguyệt thần châu, tránh thoát khỏi quy tắc của tiên sơn thế giới, cho nên mới có thể ở tiên sơn mà tùy ý đi đi lại lại như vậy. Không có khả năng này. Đồng môn thiên phủ quả quyết chối bỏ, lắc lắc đầu nói: tại thế giới tiên sơn này, ngoại trừ Lăng Gia tiên phủ ta, Thương Nguyệt thần châu mới có thể tránh thoát quy tắc của thế giới này mà vận dụng vu bảo được. Người này thành thật, thế nhưng không có khả năng tiến lên vu bảo. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên lại thấy một tòa bảo tháp 10 tầng phóng lên cao, treo cao ở giữa không trung, cùng Ngọc Lâu giao ánh sinh huy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vừa mới nói qua, Diệp Húc không có khả năng trong thế giới tiên sơn này thi triển ra vu pháp hoặc là vu bảo. Diệp Húc liền tế lên một kiện bảo tháp nữa, quả thực trùng trùng điệp điệp ở trước mặt, khiến cho hắn miệng không thể khép lại được. Mông Chính đại tướng quân cả giận nói: Đồng phủ thánh chủ, thỉnh xem, đây cũng là cái tên tiểu tử này phỏng chế theo chi bảo chế ban của chính đạo mà luyện chế ra bảo tháp này. Ta thật nhổ vào mà. Hắn kinh bỉ nhổ ra một cục đàm, tức giận nói: Hắn ta luyện chế rất giống, bất quá ngược lại đáng tiếc là bảo tháp này bị hắn luyện đến 11 tầng rồi. Phải biết rằng tất cả Ngọc Lâu bảo tháp tối đa cũng bất quá 9 tầng mà thôi. Không cần nhiều lời. Đồng môn thiên phủ quả quyết nói: Tiểu tử này tất nhiên đã chú ý thấy chúng ta rồi, cố ý hướng chúng ta mà khiêu chiến. Khá lắm, tiểu chút chít cuồng vọng, tại hậu hoa viên của Lăng Gia tiên phủ ta cũng dám hướng chủ nhân khiêu khích, không biết sống chết mà. Mọi người khống chế hai tàu chiến hạm rút cục cũng vọt tới chỗ hơn 10 dặm bên ngoài tòa tiên sơn này. Bọn người đông môn thiên phủ tế lên Tương Nguyệt thần châu bảo vệ mọi người. Chỉ thấy Ngọc Lâu của Diệp Húc to đến không thể tưởng tượng nổi, chiến hạm của hai người Mông Chính đại tướng quân cùng Lý Như Tư cũng là bất diệt chi bảo, như một tòa lục địa ngang trời trôi nổi vậy, nhưng ở trước mặt tòa Ngọc Lâu này lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí Thương Nguyệt thần châu cũng trong lúc vô hình tự hồ nhỏ đi rất nhiều, trước mặt Ngọc Lâu như một quả minh châu xinh xắn vậy. Khoảng cách của bọn hắn cùng với Diệp Húc càng ngày càng gần thì liền càng cảm giác được Ngọc Lâu cực kỳ cao lớn. Tòa Ngọc Lâu này nếu quả thật chính là vu bảo, chỉ sợ sẽ là cấm bảo mất rồi. Đồng môn thiên phủ ngẩng đầu nhìn lên, thất thần mà nói: Bọn thỏ các ngươi muốn tấn kiến chủ công nhà ta, chỉ bằng trước hãy qua cửa ải đại tôn vương ta trước đi. Đột nhiên lúc bấy giờ, Di La Thiên Địa Tháp bay lên ầm ầm hướng hai tàu chiến hạm của cùng Thương Nguyệt thần châu mà nghiền tới. Một đầu chó đen cực kỳ nhỏ bé đứng tại trên đỉnh bảo tháp này, cười ha ha bê nghễ nhìn mọi người, lớn lối mà nói: Hôm nay phương trượng tiên sơn này đã sửa sang họ Diệp rồi, tất cả quy sang sở hữu của chúa công nhà ta. Các ngươi muốn tiến vào tiên sơn của chủ công nhà ta, Long Khiếu Thiên ta thân là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng chúa công, đương nhiên sẽ hào hào mà chiêu đãi các ngươi rồi. Đồng môn thiên phủ hừ lạnh một tiếng, đứng ở đầu thuyền lạnh lùng nhìn bảo tháp tiếp cận, bất động thanh sắc mà nói: Thật cuồng vọng, rõ ràng lại dám để một con chó đến ứng chiến với chúng ta. Quách sư đệ, ngươi làm thịt đầu pháp cầu này đi, để cho tên Diệp Tiểu Bảo kia biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mông Chính đại tướng quân chần chừ thoáng trong giây lát, đang muốn nói chuyện cảnh cáo đông môn thiên phủ, con chó này cũng không dễ mà trêu chọc vào. Lý Như Tư nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn an tâm một chút chờ nóng vội. Hắn thấp giọng nói: Người của Lăng Gia tiên phủ bị chết càng nhiều càng tốt, bọn hắn chết càng nhiều chúng ta mới có thể thừa dịp thời cơ mà chiếm cứ nơi đây. Mông Chính đại tướng quân lộ ra vẻ bừng tỉnh, âm thầm đồng ý. Ngồi nhìn cao thủ Lăng Gia tiên phủ có hại chịu thiệt, hắn thầm nghĩ: Lúc trước ta gặp được con chó này không để ý cũng ăn thua thiệt rất lớn, đồng môn tiên phủ phái ra cái tên cao thủ kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ rồi. Một lão giả Lăng Gia tiên phủ lập tức bay ra chiến hạm, sau lưng hiện ra thiên địa pháp tướng cao tới vạn trượng, thò ra bàn tay lớn liền hướng Di La Thiên Địa Tháp mà chụp tới. Hắn hiển nhiên là cường giả đã tu thành Tam Bất Diệt Cảnh, đại vu nguyên thần bất diệt. Ở bên trong Lăng Gia tiên phủ, cao thủ cấp bậc này cực kỳ thưa thớt, mỗi người cũng đều được tôn là lão tổ, lão tổ tông, cấp bậc lão quái vật. Thực lực của hắn so với quốc chủ Đại Kim Quốc Hoàn Nhan to cao hơn không ít. Một thân đại vu thần thông trải qua hệ thống tu hành, thực lực vượt qua Hoàn Nhan nhiều hơn mấy lần. Diệp Thiếu Bảo, ngươi tại Trung Thổ Thần Châu có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, nhưng đi vào Hạ Châu của ta lại chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Tòa bảo tháp này Quách Mỗ thay ngươi đảm bảo vậy. Về phần con chó này,
Quách Mỗ hiện tại liền làm thịt Hầm Cách Thủy thành thịt chó nát. A! À! Vị Quách sư đệ kia lời còn chưa dứt, đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, bàn tay lớn bị Diên La Thiên Địa Tháp trực tiếp nghiền nát. Tòa bảo tháp này nghiền áp mà đến, trong tháp một cỗ tiên quang tràn ngập, cùng huyền hoàng chi khí dung là một thể, ăn mòn thiên địa pháp tướng của hắn. Từng đạo tiên quang cùng huyền hoàng chi khí rủ xuống, phi tốc xoay tròn, tại chỗ đưa thiên địa pháp tướng của hắn mà cắn nát. Vù bảo thật lợi hại. Vị Quách sư đệ kia vội vàng thả người bay lên, cùng Diên La Thiên Địa Tháp giao thoa mà qua, ngưng tụ nguyên thần, tế lên một kiện bất diệt chi bảo. Cái vù bảo này chính là một kiện bảo ấn hình dáng như một ngọn núi, là do hắn thu mảnh vỡ chỗ tiên sơn nơi đây luyện chế thành bảo vật, hung hăng hướng Diên La Thiên Địa Tháp đập tới. Hắn cười lạnh nói: "Bất quá, nguyên thần của ta bất tử, thân thể bất tử. Vũ bảo của ngươi tuy mạnh thì cũng a." À! Tại đỉnh Diên La Thiên Địa Tháp, đầu pháo cầu kia nhóm một cái, đột nhiên thò ra một đầu chó đen cực lớn, mở ra miệng lớn như ao máu. Trong lúc đó, trên bầu trời phẳng phất xuất hiện một cái lỗ đen tối tăm rậm rạp. Đầu pháo cầu này há miệng đem tiên sơn bảo ấn, cả vị Quách sư đệ này cùng một chỗ nhai hai cái rồi nuốt xuống. Ta nuốt một lão thỏ tu vi nguyên thần bất diệt. Lão thỏ con, ngươi còn dám phản kháng đại tôn vương ta sao? Chỉ thấy đầu cự khuyển này bụng đột nhiên kịch liệt bành trướng, trở nên tròn vo, để cho mọi người không khỏi lau mồ hôi lạnh, lo lắng bụng đầu pháo cầu này tùy thời sẽ có khả năng bạo tạc mà nổ tung. Ngươi càng là phản kháng, đại tôn vương liền càng hưng phấn à? Thiên cầu thôn nguyệt, nguyệt quang ta cũng có thể nuốt luôn, huống chi là ngươi đây. Luyện hóa cho ta. Hạ Thiên Khuyển bụng phi tốc thu nhỏ lại, vậy mà ngạnh sinh sanh đem vị đại vô tu luyện thành nguyên thần bất diệt này luyện hóa, hóa thành chất dinh dưỡng. Con chó này nuốt vào Quách sư đệ, tu vi lập tức phi tốc tăng trưởng, khí lực trở nên càng thêm khổng lồ. Thoáng nhìn cao thủ hai bên ở trên thai tàu chiến hạm kêu lên: "Ăn tươi các ngươi, đại tôn vương lại có thể tu thành bất diệt chân thân rồi." Nó mở ra miệng lớn thôn thiên, bên cạnh cái đầu ngang nhiên hướng hai tàu chiến hạm táp tới, ý định đem hai tàu chiến hạm cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Cùng lúc Hạo Thiên Khuyển khống chế Diên La Thiên Địa Tháp hướng chiến hạm đánh tới, thì giờ phút này Diệp Húc còn đang thu phương trượng tiên sơn. Hắn biết một người đông môn thiên phủ đã đến, bởi vậy đem tòa bảo tháp này ra cho Hạo Thiên Khuyển, khiến cho nó trước ngăn cản trong giây lát. Đầu pháo cầu này hung ác đến cực điểm, vậy mà ý định đem mông chính Lý Như Tư cùng bọn người đông môn thiên phủ một mẻ hút gọn. Một con chó rõ ràng cũng dám làm càn trước mặt ta sao? Đông môn thiên phủ trên mặt sắc mặt giận dữ, như trước đứng ở đầu thuyền vẫn không nhúc nhích, tùy ý cho Diên La Thiên Địa Tháp đánh tới. Trên đỉnh đầu của hắn, luân thương nguyệt thần châu kia đột nhiên hào quang tỏa sáng, một đạo tiên khí dài đến mấy vạn dặm toát ra từ trong thần châu mà đến, như một cái dây lưng lụa sao hoa vậy. Dây lưng lụa này quét ngang, xẹt một tiếng cắt xuống. Hạo Thiên Khuyển lập tức kêu thảm, bị đạo tiên quang này cắt cổ, cơ hồ là đem đầu chó của nó mà cắt xuống. Đạo tiên quang này chính là đông môn thiên phủ tại trong thế giới tiên sơn tân tân khổ khổ mà thu tiên quang luyện chế thành binh, thu thập bên trong thu nguyệt thần châu. Một kích này liền suýt nữa đem cái đầu viễn cổ cự thú Hạo Thiên Khuyển này chém thành hai đoạn. Hạo Thiên Khuyển kêu rên một tiếng, xoé lên cái đuôi vội vàng chạy trối chết, ngược lại với vị trí tiên sơn Diệp Phúc mà bay đi. Đồng môn tiên phủ cong ngón búng ra, tiên quang như rồng hướng nó chém tới. Lập tức Hạo Thiên Khuyển liền bị hắn chạm giữa ánh sáng thiên chỉ. Đột nhiên Diên La Thiên Địa Tháp đình chỉ hướng hắn đánh tới, bay tới ngang trời. Dọc sau lưng của Hạo Thiên Khuyển cùng đạo tiên quang này va chạm vào nhau. Cạch một tiếng, tiên quang cắt lên Diên La Thiên Địa Tháp, chấn cho bảo tháp lắc lư không ngừng. Nhưng bảo tháp rốt cục cũng đem tiên quang lại, cũng không có bị tiên quang mở ra. Tiên phủ thánh chủ, ngươi đến trong nhà của ta, rõ ràng còn dám đánh chó của ta, thật sự là to gan lớn mật mà. Hẳn là ngươi muốn đảo khách thành chủ, giết chủ nhân là ta đây, chiếm lấy tiên sơn thế giới của ta hay sao? Bên trong đạo quan, Diệp Húc vẫy tay, đỉnh đầu ngọc lâu mềm rũ xuống bay lên, chỉ thấy Diên La Thiên Địa Tháp thẳng bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Lúc này, tòa ngọc lâu này chẳng biết lúc nào đã rút nhỏ đi vô số lần, bị hắn tế lên đỉnh đầu bảo vệ quanh thân. Hạo Thiên Khuyển vội vàng trốn ở phía sau của hắn, cả giận nói: "Chúa công, bọn hắn thiếu chút nữa tiêu diệt chó của người rồi, tiêu diệt bọn hắn thôi." Diệp Húc dùng một nhánh thần dương linh mạch bậc 9 hoàn chỉnh để nuôi nấng ngọc lâu, cuối cùng đem phương trượng tiên sơn thu
thu vào bên trong ngọc lâu, tâm tình rất tốt, đưa một cỗ chân nguyên dũng mãnh vào trong cơ thể Hạo Thiên Khuyển, chữa trị thân thể tổn thương cho nó. Chân nguyên của hắn có được vô biên vô cùng sức sống, chỉ cần bất tử thì cho dù trọng thương như thế nào cũng có thể chữa khỏi được. Gương mặt của Đông Môn Thiên Phủ trầm xuống, phe phẩy quạt xếp trong tay, thản nhiên nói: "Thế giới tiên sơn của ngươi sao? Phiến thế giới này chính là hậu hoa viên của Lang gia Tiên phủ ta. Ngươi đến nơi đây thả chó hành hung, chiếm lấy địa phương Lang gia Tiên phủ ta, lại còn dám nói là địa bàn của ngươi hay sao?" Các cao thủ trong Lang gia Tiên phủ sắc mặt tức giận, đều khiển trách: "Lang gia Tiên phủ ta đã chiếm cứ nơi đây không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Ngươi chẳng qua chỉ vừa mới đến nơi đây, liền nói là địa bàn của chính mình. Da mặt dày như ngươi, loại trình độ này thiên hạ thật hiếm có. Ngươi có biết hay không, da mặt của ngươi ngay cả cấm bảo cũng đánh không thủng kìa." Diệp Phúc nghe vậy cũng không lộ ra một tia hổ thẹn, áy náy mà nói: "Diệp mỗ nguyên vốn tưởng rằng nơi đây là vô chủ, lúc nãy mới ngông cuồng nói là chủ nơi đây, cũng không phải cố ý đắc tội với Lăng gia Tiên phủ. Nếu như quý phủ đã chiếm cứ nơi đây đã tới hơn 10 vạn năm, Diệp Phúc cho dù da mặt có dày cũng không có khả năng chiếm cứ nơi đây. Cáo từ, cáo từ." Hắn phi thân dựng lên, hướng đến nơi khe nứt ở đáy biển bay đi. Một gã cao thủ Lăng gia Tiên phủ bên cạnh Đông Môn Thiên phủ cười nói: "Không ngờ tên tiểu tử này còn có lễ nghi liêm sĩ, biết sai chịu sửa, còn gì tốt hơn. Mà không xong rồi, tiểu tử này là muốn trốn sao?" Ông một tiếng, trước người Diệp Phúc một vòng trăng sáng đột nhiên bay lên không, tỏa ánh sáng rực rỡ, tản mát ra từng đợt cấm bảo, chính là hơi thở có độc ngăn trở đường đi của hắn. Đây là cấm bảo bán thành phẩm của Lăng gia Tiên phủ, được Đông Môn Thiên phủ tế khởi. Hơi thở phát ra ép cho thân hình của hắn phát ra tiếng khinh khách xèo xèo, gần như là bị cái hơi thở của cấm bảo bán thành phẩm này đập vụn cốt cách. Lúc trước ở trong biển oan hồn, một mảnh vỡ của cấm bảo bán thành phẩm đã đem Diệp Phúc ép tới thân thể rút nhỏ vô số lần, mà Thương Nguyệt Thần Châu lại còn là một kiện đầy đủ cấm bảo bán thành phẩm, hơi thở lại càng khủng bố, chưa đánh tới đã ép cho người gần như là hộc máu. Diệp Phúc hiện giờ tu vi tăng nhiều, có thể sánh ngang với cao thủ Tam Bất Diệt Cảnh, thân thể bất diệt đỉnh phong, hơn nữa đủ loại vũ bảo thêm vào, thực lực còn hơn cao thủ Nguyên Thần Bất Diệt, có thể cùng với cường giả cấp bậc Đại Minh Tôn Vương mà tranh cao thấp. Nhưng uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu được Đông Môn Thiên Phủ thôi phát, uy lực cấm bảo phát ra vẫn là áp chế hắn xuống dưới. Thương Nguyệt Thần Châu hóa thành trăng sáng, không giống với trăng sáng của Hàn Nguyệt Cung. Viên Minh Châu này nhìn như trăng sáng, nhưng bên trong cũng là một mảnh biển cả, biển rộng vô cùng vô tận. Trong biển có một thần quy sinh sống ngao du ở trong đó. Thực lực của Đông Môn Thiên Phủ vẫn không đủ để đem cái uy năng cấm bảo bán thành phẩm này phát huy hoàn toàn, nhưng chấn áp Diệp Phúc thì vẫn là dễ dàng. "Còn muốn chạy sao?" Đông Môn Thiên Phủ tay cầm quạt lông, nhất phái tiên phong đạo cốt, hơi hơi phe phẩy cây quạt, cười lạnh mà nói: "Ở bên trong thế giới tiên sơn này không có bất cứ kẻ nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta." "Ồ, thật không? Nếu như Diệp Mỗ muốn chạy, không ai có thể ngăn được ta đâu." Diệp Phúc khẽ mỉm cười, đang muốn tế khởi thân thể hàn trác phu hoàng đối kháng với Thương Nguyệt Thần Châu, rồi sau đó trốn thoát rời khỏi nơi đây. Đột nhiên trên chiến hạm, Mông Chính cùng Lý Như Tư liếc nhau, rồi hai người bùng lên, dung hợp thiên địa pháp tướng của bản thân, hóa thân thành người khổng lồ vạn trượng, hợp lực tế khởi chiến kích của Mông Chính đại tướng quân. Cây chiến kích này giống như tia chớp chém xuống, xoạt một tiếng, đem thiên linh cái của Đông Môn Thiên Phủ phanh ra, đem cả người hắn cắt thành hai mảnh. Phương Thiên Họa Kích của Mông Chính đại tướng quân chính là bất diệt chi bảo, uy năng có thể vô cùng lớn, ngay cả thân thể nhân hoàng của Đông Môn Thiên Phủ cũng không thể chống lại được. Uy năng có thể truyền đạt khắp nơi, thân thể hắn phân liệt đều nổ tung. Đông Môn Thiên Phủ dù sao cũng là vừa mới tấn thăng nhân hoàng, bị hai vị cường nhân Tam Bất Diệt Cảnh thiên địa pháp tướng bất diệt đánh lén, đánh hỏng thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị thương nặng. Diệp Phúc thấy thế, vội vàng dừng tế khởi thân hình của Hàn Trác, bình tĩnh xem kỳ biến này. Thương Nguyệt Thần Châu tuy rằng là cấm bảo bán thành phẩm, nhưng giờ phút này Đông Môn Thiên Phủ bị hai người Mông Chính cùng Lý Như Tư đánh bị thương nặng, nhất thời chỉ khoảng nửa khắc, cái cấm bảo bán thành phẩm này còn giữ được cho hắn khỏi chết. "Mông Chính, Lý Như Tư, không ngờ các người dám đánh lén ta." Thân thể của Đông Môn Thiên Phủ tuy rằng vỡ nát nhưng vẫn chưa chết, thanh âm vừa sợ vừa giận truyền đến: "Các người quả nhiên lòng mung dạ thú, không ngờ dám đánh lén ta, hủy diệt thân thể nhân hoàng của ta. Tuy nhiên ta chính là nhân hoàng, các người chết chắc rồi. Cho dù đại tần hoàng đế của các ngươi có đến đây cũng không thể nào cứu được các ngươi đâu." "Đồng môn thánh chủ, muốn trách thì trách Lang gia Thiên phủ các ngươi không có đầy đủ thực lực,
lại chiếm cứ vào sơn bậc tiên sơn thế giới này. Lý Như Tư cười ha ha, lớn tiếng mà quát: "Pháp, pháp, pháp! Trước pháp sau hoàng, trước pháp sau vu, ta vì thiên địa lập pháp, chảm ta chưa nính." Vô cùng vô tận vô pháp theo phía sau trào ra, tạo thành một đám thật to, pháp tự, che trời phủ đất. Liên miên mấy trăm dặm, vây quanh những mảnh vỡ của thân thể Đông Môn Thiên Phủ, mỗi một cái pháp, lời ẩn chứa, uy năng vô tận, không ngừng chấn vỡ nghiền nát những mảnh vỡ của thân thể Đông Môn Thiên Phủ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn một cây thước bay ra, hào quang vạn trượng, giống như một chiếc cầu thẳng tắp, hoành ở giữa không trung. Hắn gắt gao tập trung quanh mình, phạm vi mấy trăm dặm không gian. Chỉ đợi Đông Môn Thiên Phủ một lần nữa ngưng tụ thiên địa pháp tướng, một lần nữa ngưng tụ nguyên thần, liền một thước đánh tiếp, lại một lần nữa đánh giết hắn. Cái thước này chính là vu bảo duy nhất mà hắn luyện chế trong cuộc đời này, tên là Lượng Thiên Pháp Thước. Chất chứa tâm huyết suốt cả cuộc đời của hắn, uy năng có thể lớn đến không thể tin nổi. Đó chính là vật làm cho hắn kiêu ngạo suốt đời này. Mông Chính Đại Tướng Quân cũng đồng thời bùng lên, hướng về các cao thủ khác của Lăng Gia Tiên Phủ mà công tới. Hắn chính là đại vu thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh cao, thực lực tu vi đều cao hơn cao thủ Lăng Gia Tiên Phủ rất nhiều. Trong nháy mắt liền có hai gã cường nhân thân thể bất diệt chết thảm ở dưới phương thiên hỏa kích, bị hắn chém giết nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Thật sự là buồn cười, Lăng Gia Tiên Phủ chỉ là một môn phái man di nho nhỏ ở Hạ Châu, lại cũng dám tự xưng thánh địa, tự xưng thánh chủ, không ngờ còn muốn chiếm cứ thế giới tiên sơn thần kỳ này. Mông Chính Đại Tướng Quân bộ mặt dữ tợn, nhất kích quét tới, đem năm tên Lăng Gia Tiên Phủ tam thân cảnh đầu sỏ nhất tề mà quét vỡ. Chiến kích rung lên, liền đem nguyên thần và thiên địa pháp tướng của những người này hết thảy đập vỡ. Lập tức một chỉ xuất ra, xuyên thủng qua cái trán của một thiếu nữ xinh đẹp. Hắn nhe răng cười độc ác nói: "Các người không có phúc khí lớn như vậy mà cũng muốn chiếm cứ động tiên sao? Chết chưa hết tội. Hôm nay Mông Đại Tướng Quân chính là thay trời hành đạo, thay trời đến trừng phạt các ngươi. Chết, chết đi, chết hết cho ta." Hắn giống như sát thần giáng lâm, đại khai sát giới, trong chớp mắt liền đem cao thủ Lăng Gia Tiên Phủ tàn sát đến không còn một người nào. "Nhân hoàng thì như thế nào chứ?" Hắn đằng đằng sát khí bước đi vào bên trong pháp tự của Lý Như Tư, ánh mắt nhìn quét qua mọi nơi tìm kiếm dấu vết bất diệt chân linh của Đông Môn Thiên Phủ. Đại vu tam bất diệt cảnh sở dĩ có thể bất diệt đúng là bởi vì bọn họ hồn phách đã được luyện thành chân linh bất tử liền có khả năng ngóc đầu trở lại. Quanh chân hắn huyết khí ngút trời, hắn định đem vị nhân hoàng này hoàn toàn giết chết. Điểm như nói: "Chính là nhân hoàng của một tiểu phái man di ở trước mặt ta, đó chỉ là một con kiến, nói giết liền giết. Chính là tiểu phái man di ở trước mặt đại tần, không chịu nổi một kích, nói diệt liền diệt." "Hai người các ngươi quả như là hạng người xài lăng, lòng lang dạ sói mà. Tuy nhiên các ngươi cũng quá coi thường nhân hoàng rồi. Tịch diệt tiên quang, chém!" Thanh âm của Đông Môn Thiên Phủ đột nhiên chuyển đến. Bên trong Thương Nguyệt Thần Châu, một đạo tiên quang như rồng chém ngang mà đến. Mông Chính giận quát một tiếng, tế khởi phương thiên họa kích đón nhận, hét to nói: "Lý Thái Úy, ta đến ngăn trở tiên quang, ngươi tìm được vị trí thằng nhãi này, cần phải đưa hắn hoàn toàn xóa sạch đi." Lý Như Tư ánh mắt sáng lên, khi Đông Môn Tiên Phủ tế tiên quang, trong nháy mắt liền mất đi, cuối cùng tập trung vào dấu vết của Đông Môn Tiên Phủ bất diệt chân linh, không trung vô số pháp tự, một cỗ dao động hướng vào não của Đông Môn Thiên Phủ vọt tới, vây quanh Đông Môn Thiên Phủ thật chặt, không ngừng màu anh kích. Đồng thời, Lượng Thiên Pháp Thức chấn động, hướng vòng vây pháp tự màu anh sát. Trong nháy mắt, liền chấn động nhiều gấp mấy trăm vạn lần, tương đương với công kích mấy trăm vạn lần. Xoạt! Phương Thiên Họa Kích của Mông Chính Đại Tướng Quân ở trước mặt tiên quang căn bản không chịu nổi một kích, xoạt một tiếng liền bị chặt đứt. Tiên quang quét ngang, đưa thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng hết thảy cắt ra. "Ta chính là đại vu tam bất diệt cảnh đỉnh phong, bất tử bất diệt, người không thể làm thương tổn đến ta được đâu." Mông Chính vẫn chưa chết, thanh âm chuyển đến. Một cuộn tiên quang đưa thân thể của hắn, nguyên thần và thiên địa pháp tướng hết thảy xóa nhòa. Vì lão quái vật tam bất diệt cảnh đỉnh phong hoàn toàn bị tiên quang tiêu diệt, không còn tồn tại nữa. Đạo tiên quang này thẳng đến Lý Như Tư mà đi, thế như trẻ tre. Nhân hoàng dù sao cũng là nhân hoàng, tuy rằng bị thương nặng nhưng vẫn không phải cường nhân tam bất diệt cảnh đỉnh phong có khả năng chống lại được. Dù sao vẫn còn kém một đại cảnh giới. Lý Như Tư vừa sợ vừa giận, uy năng trong tiên quang có thể lớn đến không thể tin nổi. Hắn tuy rằng là đại vu, có thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh cao, có thể so với tồn tại giống như đại minh tôn vương, nhưng tại trước mặt đạo tiên quang này quả thực
không có một chút sức lực nào trả đòn được. Tiên quang chính là hào quang mà tiên nhân viễn cổ lưu lại trước khi chết, đem lĩnh ngộ và tu vi của chính mình hóa thành đại đạo, tiêu tan giữa đất trời mà hình thành. Uy năng của nó vô cùng, một đạo tiên quang tương đương với một vị nhân hoàng đỉnh cao, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, không phải thứ mà thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh cao đại vu có khả năng chống đỡ được. Chiến hạm hộ thân. Trong mắt Lý Như Tư tinh quang chợt lóe lên, hắn hét lớn một tiếng. Dưới chân, chiến hạm đột nhiên trở mình vọt qua, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc đó, hắn cắn chặt răng, liều chết thúc dục lượng thiên pháp thước hung hăng hướng tới vị trí bất diệt chân linh của Đông Môn Thiên Phủ mà ném tới. Đông Môn Thiên Phủ, lần này nếu ngươi không chết thì ta sẽ chết vậy. Tiên quang hạ xuống, cắt chiến hạm ra thành hai nửa. Lý Như Tư kêu to một tiếng, mi tâm vỡ ra một đường, cả người cũng bị cắt thành hai nửa. Nguyên thần thiên địa pháp tướng giờ khắc này nhất tề vỡ ra, gió nhẹ xẹt phất hóa thành hư ảo. Đầy trời pháp tự giờ một tiếng tiêu tan, lượng thiên pháp thước cũng lăng cang một tiếng rơi xuống đất, đã không còn một chút pháp lực nào. Cùng ta đối nghịch cơ. Thân thể Đông Môn Thiên Phủ dần dần ngưng tụ, hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, gần như không còn đứng dậy được. Chân linh của hắn gần như bị vu pháp của Lý Như Tư và lượng thiên pháp thước xóa nhòa, bị thương nặng trước nay chưa từng có. Một thân tu vi đột nhiên giảm sút, tu vi cảnh giới rơi xuống, hiện giờ tu vi của hắn chỉ còn tương đương với trình độ của bậc đại vu như Lý Như Tư mà thôi. Ồ, Đồng Môn Thánh Chủ, thương thế có vẻ rất nặng à. Diệp Húc đứng ở dưới Thương Nguyệt Thần Châu, quan tâm mà nói. Có muốn nghỉ ngơi một chút xíu không? Tuy nhiên... Hắn vừa nói chuyện vừa chuyển sang cờ lạnh nói. Đồng Môn Thánh Chủ, người đến nhà của ta chẳng những đánh chó của ta, hơn nữa còn ở trong nhà của ta giết người. Hay là ngươi còn muốn giết chủ nhân này, chiếm lấy thế giới thiên sơn của ta phải không? Còn có hay không vương pháp đây? Chính nghĩa ở đâu? Công lý ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Đông Môn Thiên Phủ nghe nói như thế, lửa giận bùng lên, không kìm nổi, ói ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, thực lực của Đông Môn Thiên Phủ đã bị tổn hại lớn, từ cảnh giới nhân hoàng rơi xuống đến cảnh giới tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt. Hai tên Mông Chính và Lý Như Tư lựa chọn thời cơ đánh lén thật tốt, thừa dịp hắn tế khởi Thương Nguyệt Thần Châu, lấy Thương Nguyệt Thần Châu chấn áp Diệp Húc mà đánh chết thân thể của hắn. Nếu đổi làm thời gian khác, Đông Môn Thiên Phủ tất nhiên sẽ có phòng bị đối với hai người. Chẳng qua khi đó, Đông Môn Thiên Phủ phải đối phó với Diệp Húc, chỉ sai một nước mà thua cả ván cờ. Chẳng những liên lụy tất cả mọi người Lăng Gia Thiên Phủ đều phải chết thảm, mà chính mình cũng bị thương nặng. Thực lực của Đông Môn Thiên Phủ tuy rằng không còn được như trước, nhưng Diệp Húc cũng không dám chậm trễ chút nào. Đông Môn Thiên Phủ chính là nhân hoàng, mặc dù ở vào tình huống bị thương nặng vẫn có thể chém chết Mông Chính cùng Lý Như Tư. Nhân hoàng dù sao cũng vẫn là nhân hoàng, mặc dù tu vi suy thoái nhưng thực lực vẫn đang vượt qua đại vu đỉnh cao thiên địa pháp tướng bất diệt. Diệp Thiếu Bảo, người nghĩ rằng hiện nay tu vi của ta giảm sút thì ngươi có thể thắng được ta sao? Sắc mặt của Đông Môn Thiên Phủ rất nhanh lại hồi phục như cũ, nén giận trong lòng thản nhiên mà nói. Khi ta chưa khôi phục thân thể cũng có thể chém chết hai tiện nhân là Mông Chính và Lý Như Tư. Hiện giờ ta đã khôi phục thân thể, đừng nói ngươi, cho dù là Lý Như Tư và Mông Chính có sống lại, ngươi và hai người bọn họ liên thủ cũng không thể đụng đến một sợi lông của ta được đâu. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi được tọa nguyện Thương Nguyệt Thần Châu. Đột nhiên hắn thúc giục Thương Nguyệt Thần Châu dự định lấy cái bán thành phẩm cấm bảo này giết chết Diệp Húc. Tu vi của hắn tuy rằng tụt xuống một đại cảnh giới, đồng thời nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng đều bị thương nặng, nhưng hắn vẫn còn có thể miễn cưỡng thúc giục Thương Nguyệt Thần Châu được. Chỉ thấy một cỗ hơi thở cấm bảo tràn ngập nặng nề vô cùng, viên thần châu này giống như là trăng sáng hướng về phía Diệp Húc nghiền đè mà đến. Loại uy năng này có thể đủ để giết chết một gã nhân hoàng đỉnh cao. Cũng vào lúc này, chỉ thấy trong ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc, bóng dáng một thân ảnh áo trắng vụt phóng lên cao, rơi vào phía trên Thương Nguyệt Thần Châu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tản mắt ra hơi thở nặng nề của một vu hoàng, lập tức cáp chế Thương Nguyệt Thần Châu lại. Đây là Diệp Húc đem chính thân ngoại hóa thân của mình tế khởi thân thể hàn trác vu hoàng, lấy thân thể hàn trác vu hoàng chấn áp Thương Nguyệt Thần Châu. Tuy rằng thân thể hàn trác vu hoàng đã bị ăn mòn bởi chấn động, không còn hùng mạnh như trước nữa, nhưng Thương Nguyệt Thần Châu cũng không phải là một cấm bảo đầy đủ. Một cấm bảo và một vu hoàng, hai loại hơi thở xung đột lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, hư không rung lên không ngừng, thậm chí ở không trung này tịch diệt thần quang cũng khó mà tiếp cận được. Thương Nguyệt Thần Châu còn đang chấn động không ngừng, gần như đem thân thể hàn trác vu hoàng bắn lên. Trong mắt Diệp Húc lóe lên hàn quang, càn khôn đỉnh bay lên rơi vào trong tay của hàn trác vu hoàng.
Thương Nguyệt Thần Châu lại lập tức chầm xuống, đồng thời đối kháng với cả thân thể Hàn Trác Vô Hoàng và Càn Khôn Đỉnh. Không thể không nói, Đông Môn Tiên Phủ mặc dù bị thương nặng, nhưng tu vi so với Diệp Phúc vẫn thâm hậu hơn rất nhiều, cưỡng ép chấn áp thân thể Vô Hoàng và Càn Khôn Đỉnh, khiến cho Diệp Phúc và hai kiện bảo vật này dần dần rơi vào thế hạ phong. Thân thể một vị Vô Hoàng sao? Chẳng lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi ư? Đông Môn Thiên Phủ thấy mình vẫn có thể áp chế thân thể Vô Hoàng và Càn Khôn Đỉnh, nhẹ nhàng lên thở ra, cười ha hả. Diệp Thiếu Bảo, suy nghĩ của ngươi không tồi. Đáng tiếc là ngươi đã chọn sai đối thủ. Hiện giờ thân thể Vô Hoàng này và Vu Bảo của ngươi, tất cả sẽ phải về tay ta. Thân thể Vô Hoàng đối với bất kể với ai đều có một sức hấp dẫn rất lớn. Khi Đông Môn Thiên Phủ nhìn thấy Diệp Húc tế khởi thân thể Hàn Trác, đã đem cái thân thể Vô Hoàng này coi như là vật nằm trong tay của chính mình. Trong Lăng Gia Thiên Phủ có nhiều cao thủ, tuy rằng bị Mông Chính và Lý Như Tư giết chết, cao tầng gần như toàn bộ đều chết, nhưng tính mệnh những người này so sánh với thân thể Vô Hoàng thì không hề có gì quan trọng cả. Sao? Ngươi muốn đoạt thân ngoại hóa thân của ta sao? Ta cũng muốn đoạt của ngươi cấm bảo kìa. Nam Thiên Môn, chấn áp cho ta. Diệp Phúc tiến lên trước một bước, quát lên một tiếng lớn, đột nhiên một cái cửa màu đỏ từ trong ngọc lâu bay ra, ầm ầm rơi xuống trước mặt Hàn Trác Vô Hoàng. Nam Thiên Môn mở ra, từng kiện vu bảo bay ra. Hạ Gia Thiên Đỉnh, Hành Hương Lầu, Kim Bấn Tử Thụ, Tây Hoàng Cầm, Thiên Nguyên Tinh Kỳ, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Hóa, ước chừng có tới gần 30 kiện bảo vật dừng ở phía trên Thương Nguyệt Thần Châu, cùng nhau chấn áp cấm bảo này. Những vu bảo bên trong cấp bậc thấp nhất cũng là Hành Hương Lầu, loại bất diệt chi bảo này là do Tây Hoàng tự mình luyện chế, thậm chí còn có Hạ Gia Thiên Đỉnh, thêm vào Cầm Kỳ Tư Họa, cộng lại có tới 5 loại Nhân Hoàng chi bảo. Những bảo vật này, bất luận cái gì đã xuất ra đều đem đến một trận gió tanh mưa máu, đưa tới không biết bao nhiêu người tranh đoạt, có thể nói là vu bảo trong vu bảo. Vậy mà Diệp Phúc lại một lần xuất ra gần 30 kiện dùng để chấn áp Thương. Tu vi của hắn không thể đồng thời thúc dục tất cả số bảo vật này. Nếu như Diệp Phúc có được đủ pháp lực, có thể đồng thời thúc dục thân thể Vô Hoàng và số bất diệt chi bảo, Nhân Hoàng chi bảo nhiều như vậy, thì căn bản không cần cùng Đông Môn Thiên Phủ động thủ, mà chỉ cần một hơi thở là đã có thể thổi chết được hắn. Hắn căn bản không thúc dục vu bảo và thân thể Hàn Trác Vô Hoàng, chỉ là dựa vào uy năng tự thân của những bảo vật này có thể áp chế Thương Nguyệt Thần Châu. Viên thần châu này bị ép từ trên cao ầm ầm rơi xuống đất, không thể bay lên được nữa. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Đồng Môn Thánh Chủ, người đã không dự đoán được, không ngờ ta còn có thủ đoạn phản chế ngươi sao? Diệp Phúc đã hoàn toàn chấn áp Thương Nguyệt Thần Châu, hướng Đông Môn Thiên Phủ đi đến, mỉm cười nói: "Hiện giờ Thương Nguyệt Thần Châu của ngươi đã bị ta chấn áp rồi, Đồng Môn Thánh Chủ, ta muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì." Hai mắt của Đông Môn Thiên Phủ được sáng, nhìn chằm chằm vào những vũ bảo này. Mặc dù là hắn cũng không thể không khiếp sợ số của cải của khổng lồ của Diệp Phúc, cho dù là Lăng Gia Tiên Phủ cũng không thể có được số bảo vật nhiều đến như vậy. Chỉ cần giết hắn thì tổn thất lần này của Lăng Gia Tiên Phủ có thể xem nhẹ, thậm chí Tiên Phủ còn có thể càng lớn mạnh hơn. Hắn hít vào một hơi thật dài, quả thật Diệp Phúc xuất ra bảo vật thật sự quá nhiều, có thể tương đương với tiểu thế giới Tiên Sơn. Vũ bảo nhiều như vậy không thể không làm cho người ta động tâm. Hắn vẫn chưa thèm để ý đến Diệp Phúc. Bảo vật của Diệp Phúc tuy nhiều, bảo vật mặc dù tốt, nhưng quan trọng là tu vi. Tu vi của hắn yếu, không đủ để đem ưu lực của những vu bảo này phát huy hoàn toàn. Một tiểu bối, không ngờ có nhiều cuộc cải như vậy. Không giết người đoạt bảo vật, thiên lý bất dung. Ánh mắt của Đông Môn Thiên Phủ càng ngày càng sáng, hít vào một hơi thật dài. Ngàn dặm tiên quang lập tức gào thét mà quay về, giống như một con rồng lớn trắng như tuyết quay quanh thân của hắn, nhà nhà nút nút, hoảng hốt không chừng. Có được đạo tiên quang và cả vật thể tuyết trắng này, thân mình hắn liền có được thực lực Nhân Hoàng. Hơn nữa, Đông Môn Thiên Phủ, vị đại cao thủ này thúc giục Lôi Đình Vạn Quân tiêu diệt một gã tu thành Đại Vu Thiên Địa Pháp Tướng bất diệt, quả thực rất dễ dàng. Hắn tuy đang bị thương nặng, nhưng Nhân Hoàng dù sao cũng vẫn là Nhân Hoàng, bất luận thời điểm nào cũng không thể khinh thường. Cho dù là đã chết, hơi thở cũng có thể đánh chết Đại Vu Tam Thần Cảnh. Đoang một tiếng, Diệp Phúc bước ra một bước, bàn vương chân thân dung nhập bên trong thân thể, lập tức ngưng tụ thân thể vạn trượng, dữ tợn, đạp lên không gian tiên phủ, không ngừng run rẩy. Răng rắc, răng rắc. Nách của hắn mọc ra những cánh tay, cổ chui ra ba cái đầu, hóa thành thân thể hoàng tộc đế thích, bốn đầu tám cánh tay, uy phong lẫm liệt. Trung ương bất không, bất động thần vương. Hai tay sau lưng của hắn kết thành trung ương quân thiên, bất động thần vương ấn, và tiên địa tương dung, giống như một vị thần vương hàng cổ vĩnh tồn.
Chấn thủ trung ương cúi xuống nhìn đại thiên thế giới, lớp lớp chúng sinh, 3.000 thế giới đều ở dưới chân của thần vương. Sau đầu hắn, từng đạo công đức kim luân thay phiên nhau lưu chuyển, hàng tỷ thanh âm tụng kinh ca ngợi, thanh âm to mở mang tuyên truyền giác ngộ. Thái Hoàng thần vương, cự phủ khai thiên. Diệp Húc lại có hai bàn tay to kết thành Thái Hoàng thần vương khai thiên ấn, nắm lấy một mặt khai thiên đại phủ. Trong phủ có Thái Hoàng thần giới, bên trong thần giới sinh ra hàng ngàn hàng vạn cự thú viễn cổ, cảnh tượng một mảnh man cổ hồng hoang, thiên lương đại khí. U thiên thần giới, độ ách đại phong ấn. Hai tay bên trái của hắn kết thành U thiên thần vương độ ách ấn, từng vòng trăng sáng từ trong lòng bàn tay hắn dâng lên, đột nhiên bành trướng càng lúc càng lớn, đem phạm vi ngàn dặm không gian hết thảy phong ấn tại bên trong ánh trăng. Cả hai người Đông Môn Thiên Phủ và Diệp Phúc đều bị nhốt ở bên trong vòng ánh trăng này. Dáng người Đông Môn Thiên Phủ thật nhỏ, còn Diệp Phúc lại giống như một vị thần vương to cao đang nhìn xuống một con kiến ở trước mắt vậy. Dương thiên thần giới, vô vọng diệt kiếp. Cuối cùng, một bàn tay to của hắn nâng Di La Thiên Địa Tháp, một bàn tay to kết ra Dương thiên thần vương diệt kiếp ấn, giống như lòng bàn tay dâng lên một vòng mặt trời chói chang vậy. Ngọc lâu ở đỉnh đầu của Diệp Phúc buông xuống một đạo huyền hoàng khí. Phía trên ngọc lầu, một tòa lô bồng buông xuống, hàng tỷ đường ánh sáng mở, hai mắt giống như nhật nguyệt, gân cơ mạch máu giống như núi sông, cái trán như một chòm sao rực rỡ. Bên trong chòm sao có những thiên đình lơ lửng trên ngân hà, nếu cẩn thận nhìn thì có thể nhìn thấy trong Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thiên đình có một vị thiên đế cao cao tại thượng ngồi ở phía trên Kim Loan Bảo Điện. Mà ở bên trong mắt trái của hắn cũng có một tòa cung điện vàng chói, bên cạnh cung điện những con tam túc kim ô tung bay, bên trong cung điện một vị giống như hoàng đế dáng cao cao ngồi ở phía trên Kim Loan Điện. Diệp Húc chân đạp vô tận minh hải, dòng khí vô tận vọt lên ở trong khoang bụng, ruột non ruột già hóa thành u minh thế giới, 10 tòa đại điện tọa lạc giữa u minh. Thắt lưng của hắn giống như sông lớn Hoàng Tuyền, như một con rồng vàng xuyên qua cái chán thiên đình, chảy vào địa phủ, rót vào bên trong minh hải. Ở phía sau hắn đứng vững một tòa lục đạo luân hồi vô cùng hùng vĩ đồ sộ, chuyển động không ngừng, cất chứa thiên địa vạn vật, dường như tất cả đều phải có sinh mạng gì đó bao quát tất cả bên trong luân hồi. Đồng Môn Thiên Phủ, Diệp Mỗ một đời cường nhân, từ khi xuất đạo thế này ở trung thổ thần châu hoành hành hơn 20 năm, không biết bao nhiêu người muốn giết ta, thậm chí ngay cả nhân hoàng thánh chủ cũng tự mình ra tay đối phó với ta. Tuy nhiên Diệp Mỗ đến nay vẫn tiêu diêu tự tại, đó đều không phải là hư danh đâu. Diệp Phúc cười ha hả, bên trong ngọc lầu trên đỉnh đầu vô số thiên quang được ngọc thụ luyện hóa xuyên thấu qua mi tâm, ngọc thụ nguyên thần cuồn cuộn không ngừng chảy vào bên trong thân thể của hắn, chảy vào thân hình từng góc một. Lô bồng, thiên đình, hoàng tuyền, lục đạo luân hồi, u minh địa ngục cùng với đôi mắt nhật nguyệt, thân thể bản vương hết thảy được sức mạnh tưới tắm không ngừng mà lớn mạnh. Đồng Môn Thiên Phủ nhìn cảnh tượng này không khỏi thất thần. Tu vi của Diệp Phúc tuy rằng không bằng hắn, nhưng khi bản vương chân thân hoàn toàn thi triển, không nói đến uy năng, chỉ nói nhìn cảnh tượng này cũng đã làm người ta phải hết hồn. Tu vi không đủ chính là không đủ, bất kể tâm pháp của ngươi có tinh diệu như thế nào thì cuối cùng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Trong mắt của hắn sát khí máy động, miệng quát lên một tiếng lớn, thiên địa pháp tướng liền dung nhập vào bên trong thân thể, hóa thành người khổng lồ thân cao vạn trượng. Tiên quang trong tay giống như luồng điện lập tức chém xuống. Y điểm như nói: một tiểu tử tam tương cánh mà dám khiêu chiến với nhân hoàng, tội đáng chết vạn lần mà. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 134 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Và các bạn hãy nhớ, ngày hôm nay chỉ có 2 tập thôi. Mình sẽ cố gắng đọc dài ra một chút, vì ngày mai, ngày kia là mình có việc không ở nhà đọc truyện được, thì mình sẽ cố gắng xong vào ngày mai các bạn sẽ có một tập để nghe, không bị gián đoạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.